À, chào anh em đang uh, xem miền Tây Solar ha. Thì uh, bữa nay là trưa nắng ngày uh, Ngày uh, Chủ nhật anh em Chủ nhật ngày 28 tháng 4 uh, 2024 nha anh em Mình uh, hân hạnh giới thiệu với anh em uh, Hồi tối hôm qua Và tối hôm trước mình có về cái lô pin này Thì uh, lời đầu tiên thì em cũng cảm ơn mấy anh em Trong uh, 2-3 tuần vừa qua uh, Đã mua hết sạch uh, 10 pallet pin Longi bên em uh, Và 6 pallet pin uh, Futura Sun anh em đã mua không còn một tấm luôn, đó em cảm ơn anh em uh, rất là 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 nhiều. thì uh, trong cái quá trình anh em mua hàng thì uh, anh em có yêu cầu em là bây giờ uh, nên lấy uh, những cái loại pin uh, uh, khác về uh, và đặc biệt là anh em yêu cầu là uh, lấy pin xịn hơn long di, tại vì long di em đã đáp ứng uh, yêu cầu của um, uh, những anh em uh, thích uh, hàng uh, À, giá cả trung bình, à, trung bình yếu, à, trung bình yếu. thì à, bây giờ em lấy ZA um, và AE là đặc biệt là AE là loại pin rất là xịn, nhưng mà giá cả cũng chỉ là trung bình thôi chứ không phải là giá cả cao nha em. giá không có cao, giá vẫn trung bình. nhưng mà đây là pin AE và pin Long Z, Pin à, uh, Long uh, AE và ZA nha em. thì uh, nó cực kỳ là xịn sò nhưng mà giá cả thì thì cũng là trung bình thôi. À, tại sao em bán được giá rẻ như vậy thì à, như anh em biết trong thời điểm này pin đã hạ giá rồi. Thứ hai nữa là em bán pin riết bây giờ là những cái người mà người ta nhà phân phối bỏ pin cho em là người ta bỏ cho em cái giá pin rất thấp. À, còn tại sao được giá thấp như vậy thì dễ hiểu lắm mọi người. Mình bán hàng nghiêm túc và mình lấy hàng giống như là quanh năm à, lấy hàng một cách uh, có sự chân thật và mình lấy hàng. À, thực sự là 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 buôn bán nghiêm túc thì người ta sẽ để cho mình giá cả rất ok đó pin ae thì ở trên cái khung nhôm này nó có chữ ae solar luôn nha thì hồi trước giờ à, hồi trước giờ lúc nào cũng vậy ae thì trên khung nhôm lúc nào cũng có chữ ae solar nè nó đóng nó đóng dập chìm nữa nè ae solar nè và hàng ae thì nó có đặc điểm là nó có mã vạch cho mình quét để chứng tỏ là hàng hàng xịn ha thì chúng ta muốn quét mã dạch thì ta quét à đây nè đây mặt sau của tấm ae thì AE là 450 ha Còn GA là 406 nha Có mấy anh đã nhắn tin hỏi là pin bao nhiêu watt mà giới thiệu không nói Mình có nói hết nha anh em AE đây là thông số của nó nè Đó Còn ở đây là cái mã vạch nè Và pin này là pin Đức nha mọi người Đại cao loại pin này lý do nó là pin của Đức Nó là pin hàng đầu thế giới đó anh em Hàng đầu á Đây nè Ở gì con cái này là cái, cái địa danh nào của Đức nè Anh em thấy không à, Germany nha còn mình nghĩ hàng thì của Đức, nhưng mà mình nghĩ là sản xuất ở Trung Quốc. Này là mình nghĩ thôi, chứ còn mà nó sản xuất ở đâu thì không quan trọng nha. Ở quan trọng đó là hàng Đức nha nè, mã dạch nè, mã QE nè, đầy đủ ha. Anh em muốn quét quét hàng chính hãng đàng hoàng. đó thì có rất là nhiều loại pin, anh em quét không có ra thì nó cũng dễ hiểu lắm mọi người. Có rất là nhiều loại pin bây giờ quét không ra nha. Thì nó cũng rất là dễ hiểu vì nhiều lý do. Đó, một phần là cũng do QR của Việt Nam ta nó chưa cập nhật được nếu mà QR đã được tạo từ nước ngoài thì ở Việt Nam ta có thể là quét không ra đó, nó không cập nhật được ha cập nhật được số liệu từ nước ngoài đó chứ còn mà các loại pin đây thì CO, CQ đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, thông số đầy đủ, à? nguồn gốc rõ ràng bảo hành là 12 năm đặc biệt pin IE là bảo hành 15 năm nha anh em IE này bảo hành 15 năm anh em cứ giữ số điện thoại mình lại sau này có gì cứ gọi mình ở nhiều bạn nói bảo hành pin phải 25 năm chứ 15 năm gì 15 năm là người ta bảo hành vật lý ha Còn 25 năm là bảo hành hiệu suất nha Hiệu suất thì nó khác với vật lý nha anh em Đó người ta nói hay nói cái hiệu suất thôi Người ta không có nói cái vật lý Thì ở đây em chỉ nói vật lý thôi em không nói hiệu suất tấm nào thì hiệu suất cũng bảo hành 25 năm và vật lý bảo hành AE này là 15 năm còn các loại pin kia thì 12 năm đó acetate hồi xưa cũng bảo hành 15 năm anh em đó đây là mặt sau ha mặt sau là tấm BK À, thì ZA và AE về lần này là pin một kính nha mọi người anh em đừng có nghĩ là pin một kính hiệu sức sẽ thấp hơn pin hai kính thì à, cái ý nghĩ đó cực kỳ là sai lầm nha ý nghĩ đó rất là sai lầm đó quan trọng là chất lượng xeo pin chứ không có một kính hai kính gì hiệu sức cao hơn à, nó làm hai kính là công nghệ thôi mọi người à, tấm ai này em nhập lần này về nhiều lý do là tại vì à, chiều dài của nó m chín em chở rất là thuận lợi cho nên em nhập về em, em dễ dễ chở dễ bán cho anh em ha chiều dài của m chín rồi Ờ, hồi nãy là sau lưng của nó còn đây là mặt hông của nó nè nó có dập chìm chữ ae nha anh em ờ, em nhắc lại đây là pin hàng xịn nha em đang uh, bán cho anh em hồi sáng giờ với giá là 2 triệu một tấm ha. anh em có thể mua giá thấp hơn hoặc là mua giá cao hơn ờ, hoặc là anh em mua đúng giá 2 triệu là tùy vào anh em ở xa ở gần và mua số lượng đặc biệt là những anh em ở quá xa nhưng mà mua có 1 tấm hai tấm thì hỗ trợ em một ít uh, uh, phí để em đổ dầu em chạy nha đó thì uh, tấm ae này một m chín còn tấm GA này nó dài hai mốt cho nên nhìn anh em nhìn nó dài hơn ha tấm này là tấm ra xanh nha mọi người ra xanh em chỉ còn vài tấm thôi còn kế bên đây là cái thằng Zia nè ở à, kế bên đây là thằng Zia 460 em đang bán một triệu chín một à, triệu chín thì cũng không cố định đâu có anh mua giá hai triệu mốt nữa à, có anh mua triệu tám nên em anh em nào đến nhà chở là em bán triệu tám luôn còn anh em ở xa quá xa mà anh em mua vài tấm thì em có thể bán giá hai triệu mốt luôn nhiều bạn ở cách nhà em là 160 trăm sáu mươi cây số thì xe nó sẽ lấy tiền xe khoảng hai triệu rưỡi thì em ở đây không muốn xe mà em tự chở em tự chở em xin anh em khoảng bảy tám trăm ngàn thì thay vì em xin anh em bảy tám trăm ngàn thì em bán tấm pin đó từ một triệu chín lên hai triệu mốt ha lên hai trăm ngàn để em bù vào cái tiền dầu chứ không có gì hết trơn mọi người nói chung là chúng ta ở xa quá thì chúng ta hỗ trợ tiền tiền xe một ít ha đơn giản dễ hiểu lắm mọi người đây, đây. mặt máy hồng pin mới về hồi tối mới tin nha mọi người không có bám bụi nha anh em nào mà yêu thích dòng uh, sản phẩm của ae pin uh, hàng đầu thế giới nha em nhắc lại là pin hàng đầu thế giới uh, ga uh, thì không bằng ae đâu còn hàng Long di thì hiển nhiên là nó thấp hơn nữa Long G bây giờ nó rẻ quá cho nên là em nghĩ là cái sale nó sẽ nó sale nó sẽ là mức ở trung bình thôi ha còn đây là, đây là hàng cấp cao này nè ae canadian q sale ha ha là pin uh, sáp của nhật thì đó là những hàng uh, loại một thế giới nha anh em thì uh, đây bà led em mới bung hồi tối nè đó nguyên uh, cái giấy giới thiệu đồ đầy đủ hết đây nè đây nè bà led bung ra này nè đó, air solar ha Ở ngoài đây nó dán hai tờ giấy techcom, Bắc Kinh Lít với lại uh, cái tờ giấy này của 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 nhà phân phối nó dán ha đó, tờ giấy này như là một cái sự cam kết từ nhà phân phối dán đây pin uh, mình nhắc lại đây là pin Đức cho mọi người anh em xài pin này thì cực kỳ an tâm không có cần phân vân gì đâu em về nguyên ballet ha đó giấy tờ là mới mới cảo luôn ha à, ballet là còn tươi xanh à, thì à, với cái à, cái cái thời điểm pin giá hạ hiện tại thì ae 450 mới có giá này chứ hồi xưa tấm này là 3 triệu hai nha mọi người hồi xưa em bán một thời gian 450 ae này là một triệu hai ba triệu hai à, bây giờ nó chỉ còn 2 triệu thôi Ha à, hiển nhiên nó mắc hơn luôn gì nhưng mà anh em đừng có đem cái này mà so sánh với lon ha thậm chí ja nè bên ja nè anh em cũng đừng so sánh bên ja với lon đúng ra là ja và lon là cùng đẳng cấp với nhau nhưng mà bây giờ lon nó ra hàng giá rẻ quá nhiều cho nên là cái đẳng cấp nó không bằng đâu nè à, nói chung là ông bà mình đã nói rồi tiền nào của đó là luôn luôn đúng ha cái gì rẻ thì chất lượng của nó rẻ thôi chất lượng nó cũng theo giá cả thôi ha còn chất lượng cái sale mà để xịn sò nhất thì anh em có thể bám đuổi theo canadian theo qcell theo ai và ở ngoài thị trường còn loại pin sáp nữa nè pin sáp của nhật cũng rất là xinh xò ha đó thì em buôn bán thì em biết được những kinh nghiệm đó cũng như là em hay lũi vô mấy cái kho bãi em lũi vô mấy nhà máy thì em nắm được một số cái quy trình cũng như là chất lượng xe pin nói tới đó thì nhiều anh em nói ah, hôm bữa có anh kia ảnh cà khịa em nói thằng này thầy giáo mà nó biết gì đâu <laughs> anh em nói câu đó thì anh em suy nghĩ lại ha <laughs> người có ăn học ha người có ăn học chứ không phải là thầy giáo đơn giản hồi xưa em là thợ kỹ thuật điện 3 trên bảy nha anh em ba à, cái inverter là em sửa được hết á nhưng em không có thời gian sửa em chỉ gửi cho trung tâm sửa thôi à, chứ không phải là khơi khơi mà biết ba này đi bán đâu anh em ở à, nhiều nhiều anh comment vô rất là tiêu cực luôn này thầy giáo không biết gì đâu à, có biết hay không thì mời các anh em đến nhà mình nói chuyện năng lượng với mình ha anh em mà nói chuyện mà mình nghe anh em có kiến thức thật sự à, là mình sẽ 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 rút lui mình không bán nữa à, mình nói thiệt với anh em như thế À, kiến thức mà hơn mình về vấn đề năng lượng về vấn đề mà điện tử ha à, mình thì rút lui. Đấy. mình đã gia chạm rất là nhiều năm nay rồi ha. dám dám làm thì dạ, dám dám đụng ha dám làm thì dám nghiên cứu dám đương đầu ha. dám sửa chữa thôi thì à, đến đây thì kết thúc video ha anh em nào đam mê thì à, em em à, à, vận chuyển cho anh em tới nhà luôn ha phí ship đồ vận chuyển rồi thì như anh em biết rồi em đã thông báo trước giờ rất là nhiều, đặc biệt là mấy anh mấy em ở miền Trung, miền Bắc là em không có chở pin này đi được nha mọi người, em chỉ chở miền Đông, miền Tây và Sài Gòn thôi, miền Đông, miền Tây và Sài Gòn thôi. Các anh em coi kênh, vui vẻ thì cho em những cái lượt đăng ký kênh đầu này kia, ha đừng có comment tiêu cực mọi người. Lúc này chúng ta chúng ta đang ở trong thời gian hạn hạn mặn nóng nảy bực bội lắm anh em đọc những comment tiêu cực của anh em mình cảm thấy rất là buồn chúng ta mang chất xây dựng hơn đi ví dụ như anh em có thể góp ý là ừ, ae này anh thấy có chỗ này bán rẻ hơn nè em có lấy không hoặc là viên uh, ga nè anh thấy có chỗ này người ta muốn mua nè em có muốn bán ở chỗ này không anh thấy anh thấy có chỗ này người ta muốn lắp nè em có muốn đi lắp cho người ta không hay là em góp ý thêm là ừ, sale của ae anh thấy chưa tốt lắm à, lần sau em lấy wesel về đi hay là em lấy canada đi ăn về đi đó, thì em sẽ liên hệ em lấy đó, đó là những cái comment gọi là mang chất xây dựng rất cao anh em đừng có tiêu cực quá nha à, chúng ta nên đóng góp nhau để cùng tiến bộ nha mọi người hôm em xin chào anh em nhé em hẹn gặp mọi người ở những video lần sau